lại quý vị ở một video tiếp theo của Cắm Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 10 giờ trưa ngày 24 tháng 7 năm 2023. Mình đang có mặt tại khu vực ngôi trường Quang Trung quý vị ha. Đây là trường trung học cơ sở Quang Trung cấp 2 quý vị. Đó. Ngôi trường này thì nó nằm ngay khu vực đường Xuân, đường nhà chung quý vị ha, Xuân An đấy. Ở trên con đường này cũng tập trung hai ngôi trường, đó là trường Quang Trung và trường Lam Sơn quý vị, trường Tây Sơn chứ. Đó, cho nên mỗi lần mà đến mùa mà học sinh đi học á, ở đây rất là đông luôn, bà con mình buôn bán cũng được lắm ấy. Bán đồ ăn vặt luôn á. Đà Lạt sáng nay thì trời âm u và có mưa phùn nhẹ đấy quý vị này. Đó, những ngày trước thì sáng nắng thì chiều mới mưa quý vị ha. Nhưng mà hôm nay thời tiết như thế này thấy nó buồn buồn. Trời se lạnh quý vị. Nhiệt độ hiện tại bây giờ tầm khoảng 18-19 độ C quý vị. Dự báo thời tiết trong những ngày tới á, cho đến tháng 8 luôn á, là có những cái hiện tượng thời tiết cực đoan và nguy hiểm quý vị. Cho nên chi chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận ha. Đặc biệt là bà con mình ở miền núi, những cái vùng sông suối, địa hình đồi dốc treo leo này kia. Ra đây là con đường Trần Phú quý vị. Nếu như mà đi theo hướng ngược lại á, là chúng ta sẽ đi về về Hoàng Văn Thụ quý vị ha. Đi hướng này là ra Kim Cúc quý vị. Bên phía tay phải của chúng ta là khách sạn Đu Bắc ha. Rẽ trái là vào đường Hồ Tùng Mậu, về với quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Đà Lạt lại tiếp tục bước vào cái ngày vắng và ế. Mình nghĩ đến cuối tháng như thế này thì cũng đã gọi là hết hè rồi đi. Hết hè rồi quý vị. Bà con mình cũng lo chuẩn bị mà tư thế ai kia cho con cái. Bước qua tháng 8 là sẽ nhập học rồi. Tầm giữa tháng 8 là con em sẽ nhập học rồi quý vị. Vào năm học mới đấy quý vị ha. Ở đây bên phía tay phải của chúng ta là cục thuế của tỉnh Lâm Đồng. Bước vào năm học mới hết hè thì Đà Lạt sẽ ế từ trong ngõ ra tới ngoài phố. Đó, ế từ trong hẻm ra tới trung tâm. Đây là con đường Hà Huy Tập quý vị. Hà Huy Tập dẫn thẳng xuống An Bình và đi về Triều Việt Vương quý vị ha. Ở con đường này cũng buôn bán khá là sầm uất, quán ăn, quán cà phê, khách sạn cũng rất là nhiều luôn. Ở khu vực này mà ra chợ Đà Lạt tầm khoảng cây số cho mấy quý vị, hơn cây số. Mưa phùn, hôm nay mưa sớm quá. Xuống đây là khu vực rẽ trái là vào đường Lương Thế Vinh quý vị, về với trường tiểu học Lê Quý Đôn ha. Ngày xưa có những cái bộ phim người ta hay đóng đây quý vị nè. Đó, đóng trên con đường này rẽ vào hẻm này một cái ha. Đó, ở trong hẻm mà những gia đình mà của những ông bà mà về hưu già có thể mở được một quán tạp hóa buôn bán cho những cái bà con ở trong những khu vực này. Bán cốc cốc keng keng quý vị.
Và ở bên phía tay trái của chúng ta có căn nhà cổ lâu đời rồi. Những cái khu vực hẻm hóc này cũng địa bàn dân cư là cũng ở lâu đời rồi quý vị. Hồi trước nhà ít, bây giờ nhà cũng nhiều ha. Trước nhà là xen kẽ với ruộng, với vườn. Mà vườn ngày xưa thì bà con mình cũng làm trần trụi luôn, cho nên nhìn nó đẹp lắm. Nhìn nó xanh mướt. Cái hệ thống nhà kính nhà lồng thì được du nhập vào Đà Lạt vào những năm thập niên 90 quý vị ha. Và nó phát triển ồ ạt cho đến hiện tại bây giờ đó. Chứ còn mà hồi trước nữa thì không có nhà kính đâu. Khu vực này bị sạt lở sao mà người ta. Đúng rồi, bị sạt lở người ta. Wow, xuống đây nó bị cục đường à. Giữa lưng chừng dốc lắm. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm chuyên biệt cho người viêm gan virus và xơ gan. Giải độc gan Tuệ Linh đã được thử nghiệm lâm sàng tại Viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả làm giảm nồng độ virus viêm gan B trong máu và có thể âm tính virus. Người đang có virus viêm gan trong máu, để phòng ngừa virus bùng phát gây xơ gan, ung thư gan, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Người thường xuyên uống rượu bia, để phòng ngừa xơ gan do bia rượu, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam. Đi lạc xuống giữa lưng chừng dốc luôn quý vị. Ở trong những khu vực này cũng có nhà trọ đó quý vị ha. Nhà trọ dành cho bà con mà lao động. Dọc này hồi trước là những cái bụi hoa dạ quỳ, nó hoang sơ lắm quý vị. Cách đây khoảng 10 năm ha. Bây giờ thấy quảng xa quá trời luôn. Ngày xưa đất của người ta mà người ta vẫn chưa làm cái gì ấy, cho nên chỉ để cho hoa dại nó mọc. Còn bây giờ là bà con mình tận dụng những cái mặt bằng mặt tiền như thế này để mở những cái kiosk ốt, những cái quán xá để mà làm ăn quý vị. Cũng bán cóc cóc keng keng thôi, bán thức ăn, rau rang thịt thà đó, tập hóa tập huyết này kia quý vị. Ở đây mà nhìn lên trên kia nhìn thấy những cái căn nhà nó treo leo quý vị ha. Treo leo như thế này vẫn chưa ăn thua đâu.
khu vực này á, nếu như mà rẽ phải đi vào là có những cái con hẻm mà nói là luồng lách như là một mê cung. Băng qua khu vực C5 và khu vực đào Duy Từ nhà bò đó quý vị ha. Rẽ phải ấy, chạy thẳng như cái này là về Trị Việt Vương luôn. Tới đây là nếu như mà rẽ trái là vào đường Đống Đa quý vị, đi ra bến xe, ra Tô Hiến Thành, ra đầu đèo Friend luôn. Trời mưa mưa bay bay với lại thời tiết nó lạnh lạnh như thế này á, nếu mình chạy rong ruổi ngoài đường mà không có giữ ấm nữa quý vị, nhiều lúc chủ quan mặc áo khoác mỏng mỏng á, thành ra là nó dễ bệnh lắm, dễ bị cảm lắm quý vị. Đó là mình ở đây nó quen rồi á, quen với hiện tượng thời tiết nó mát với lại nó lạnh á, lúc mưa lúc nắng như thế này rồi. Còn mà bà con mình ấy mà ở những xứ nóng mà lên du lịch ở Đà Lạt mà gặp những hiện tượng thời tiết này thì cũng dễ bị bệnh lắm ha. Thì thời tiết nó thay đổi đột ngột á, sáng nắng chiều mưa, rồi không giữ ấm cho cơ thể nữa là dễ bị cảm lắm quý vị ha. Xuống đây mình rẽ trái đi vào trong này cái ha, xem ở trong này có cái sự thay đổi gì không ha. Vào đây năm xưa là vườn tược không nè, ấp Bá Đa Lộc quý vị. Bây giờ bà con mình cũng phân lô ra và xây nhà ở rồi. Khu vực những khu vực như thế này thì mình nghĩ đất cũng là đất nông nghiệp này. Năm xưa bà con mình xây nhà được cho nên chi là ở luôn, cho còn bây giờ nếu như mà đất nông nghiệp thì khó xây lắm quý vị, người ta quản lý rất chặt. Và khu vực đằng trước quý vị thấy không, trên đồi cao là khu vực đường Đống Đa đó quý vị, cái bờ đất đó có nguy cơ sạt lở quý vị ha. Đó quý vị thấy không, nó sạt lở xuống ở dưới này là những cái căn nhà nhỏ bé nhìn nguy hiểm thôi rồi luôn quý vị. Trời đất ơi, trên đó mà nó đổ xuống thì những căn nhà nhỏ bé ở dưới này thì làm sao ta. Đó quý vị thấy không, rất là nguy hiểm luôn. Nếu như mà đổ những cái tầng mưa to nữa thì cực kỳ nguy hiểm luôn quý vị. Đó quý vị thấy không, bờ đất cao lắm quý vị, nó cao khoảng phải 20-30 mét đó quý vị ạ. Nhà cửa của bà con ở dưới này nó treo leo quá ha, nhỏ bé quá. Ở dọc này là nó dọc theo con suối An Bình quý vị. Suối này nó chảy tên là đào Duy Từ C5 Hào Huy Tập rồi đó. Cái lượng nước đó là bắt đầu nó đổ về đây và nó nhập vào suối Tí và đổ về hồ Tiền Lâm quý vị. Những con suối như thế này ha, nó chảy rác nó cuốn theo và nó mắc vào những cái bụi lau sậy đó. Suối này vẫn chưa được nâng cấp.
phần đời nhỏ bé chỉ có khép nép, khép nép ở dưới những cái khu vực mà phải nói là quá treo leo. Người ta ngó vào đó, những cái hộ dân quý vị họ ngó vào đó thì họ vẫn nhận ra được những nguy cơ đó quý vị, nhưng mà bây giờ là cũng biết phải làm sao cả. Bây giờ đi thì ở đâu đó, cho nên chỉ cứ ở, nhiều lúc cứ ở và phó mặc cho số phận vậy đó quý vị. Còn người mà giàu mà có tiền không bao giờ họ ở như vậy đó quý vị ha. Họ thấy nguy cơ như vậy thôi là họ dọn đi chỗ khác ngay để bảo đảm an toàn cho mình. Còn những người nghèo quá, họ biết là nguy hiểm nhưng mà nhiều lúc cũng phải ở lì ở cố như vậy đó, phó mặc cho số phận thôi. Rẽ phải lên đây đi, lên đây là cái con hẻm cũng băng về khu vực Triều Việt Vương luôn quý vị. Hẻm này là hẻm 36, nếu như mà ở trên Triều Việt Vương đi xuống gọi là hẻm 36 Triều Việt Vương quý vị ha. Đà Lạt hẻm hóc dốc giết chỗ này kia là phải nói là chạy rất là hao xăng luôn quý vị. Ở trong những khu vực này thì vẫn có khách sạn quý vị ha, có mấy khách sạn luôn ấy. Tới đây nếu như mà chạy thẳng vào trong lòng đường Nguyễn Trung Trực là khu vực C5 đó quý vị ha. Vào đó rồi chạy về dốc Nhà Bò cũng được. Đó. Chạy vào trong này là khu vực chung cư, gọi là chung cư tỉnh ủy. Đó. Đây gọi là chung cư tỉnh ủy đấy quý vị. Mưa rồi. Sạch sẽ ha. Chung cư cũng như là có những căn nhà biệt thự luôn. Chung cư này phải nói là ở nó an ninh thuộc dạng là cao cấp rồi đó quý vị. Chung cư tỉnh ủy cho nên gì là như nói đường xá đổ kẻ vật cái ô ngon lành thiệt rồi. Lắng e luôn. Đó, ở những khu vực như thế này thì quá đẹp luôn quý vị ha. Đâu có nơm nớp lo sợ gì đâu. Đường xá ô tô tới nơi tới nhà luôn. Tuy nhiên nó mắc lắm luôn á quý vị. Ai có tiền mới ở nội thôi. Người nghèo mà cầm cỡ người trung bình cầm cỡ 2-3 tỷ không thể nào mà mua nhà ở trong này mà ở nội. Cầm mười mấy 20 tỷ trở lên dễ sợ quý vị ha. Bây giờ đồng tiền nó mất giá ghê gớm quý vị. Cầm mười mấy 20 tỷ rồi mà mới chỉ là thuộc hàng trung bình của đại gia thôi. Nói thì ghê gớm. Tại vì bà con mình đa số người nghèo cầm trong tay vài trăm triệu là thấy to rồi. Nghe đến tiền tỷ là phải nói là chóng mặt. Nhưng mà thực tế bây giờ so với xã hội và đồng tiền bây giờ cầm
2-3 tỷ là cũng thuộc dạng eo hẹp đó quý vị. Còn mình, bản thân mình có tỷ nào là thuộc dạng là nghèo tầm cung của xã hội. Tới đây bên phía tay trái của chúng ta là khu vực Dinh Bảo Đại quý vị ha, Dinh Ba đó. Mình vòng vào trong đó một cái ha, trong này có cái đồi thông và nó rất là tuyệt vời luôn. Ngày xưa Dinh Vua mà ở trong này thì ở ngoài này nhà dân chắc không? Mình nghĩ là không có đâu quý vị. Chắc chỉ lác đác vài cái nhà của lính tráng thôi quý vị ha. Rẻ lên đây là Dinh Ba đây. Có tuyến xe buýt Mũi Trần chở du khách đi tham quan rồi quý vị. Xe buýt này đang thấy cũng ế thôi rồi luôn. Bây giờ lỡ chạy theo tuyến, theo tiết chỗ này kia rồi, bây giờ có một khách hai khách phải chạy đó, khổ vậy đó. Sao vậy? Nó thông đạo quý vị, rất đạt luôn ha. Hôm nay khách vắng cho nên chi là thấy những cái khu điểm du lịch như thế này nó cũng vắng theo luôn, lắc đác lắc đác. Ở trong này có những cái trạm sạc xe điện của VinFast quý vị ha. Ở Đà Lạt thì có một khu vực sạc điện như thế này thôi. Năm xưa có những cái ki ốt như thế này này, sau lưng này cũng có những cái ki ốt này để mà mua bán này, nhưng mà bây giờ người ta rào lại là không biết làm gì. Chắc thu hồi những cái ki ốt này lại để chuẩn bị làm cái gì đó quý vị. Hoặc là nhiều lúc buôn bán ế ẩm bà con mình cũng trả ki ốt luôn. Những xe VinFast đang sạc điện này quý vị. Sạc điện bỏ cái vòi vô giống như là bơm xăng hả? Không biết sạc lâu không? Chắc tiếng đồng hồ nó đầy không biết. Nếu như mà nhiều xe vô sạc quá chơi chết luôn. Bây giờ chạy xe điện là thân thiện với môi trường đó. Xu hướng trong tương lai là sẽ dùng xe điện thôi quý vị. Chạy nó êm ái ha. Rồi mình đi ra lại quý vị. Bên phía tay trái mà đi lên trên đó quý vị ha, là khu vực phòng trà Cung Tơ Chiều đó. Người ta hay gọi là bà điên hát nhạc tình. Cái giọng ca của bà giống khang khang giống như là Khánh Ly á. Hát từ xưa cho đến giờ mà không biết bây giờ còn hát hay không. Bà cũng già lắm rồi.
Ở bên phía tay trái của chúng ta là nhà hàng Bích Đào quý vị, nhà hàng khách sạn Bích Đào. Cái nhà hàng Bích Đào ở bên này á, thì bà con dân địa phương mình đến mùa cưới cũng hay lựa chọn nhà hàng này để tổ chức đám cưới quý vị ha. Đà Lạt vào mùa cưới ở tầm thẳng khoảng tháng 11, 12 cứ cuối năm là vào mùa cưới dồn dập luôn quý vị. Đến những tháng đó là phải nói là đi ăn cưới mệt nghỉ luôn. Tới đây nếu như rẽ phải là vào đường Lê Hồng Phong và về với đường Trần Phú quý vị. Còn rẽ trái là vào đường Ngô Thị Sĩ. Rẽ trái như thế này là vào đường Bát Tơ, về với đường Trần Lê. Bây giờ mình rẽ trái thì vào đường Ngô Thị Sĩ ha. Trời này mà ngồi trong những cái quán cà phê cốc cốc keng keng với người quen, nhấm nháp cà phê quý vị ha, lành lành này, Đà Lạt này ngồi uống cà phê trong cái thời tiết lành lành này nó cũng thú vị lắm ý. Tuy nhiên ai rảnh rỗi này kia thôi, chứ còn đi làm thì không có thời gian để mà uống cà phê như vậy đâu. Chỉ có tranh thủ uống chút buổi sáng đó quý vị. Để thẳng lên đây một cái. Xuống đây thấy mây nó bay ở trên đỉnh núi. Địa hình khu vực này nó cũng khá là phức tạp, cái quan tạp hóa nhỏ nhỏ với không, rất là cao luôn, treo leo luôn. Đây có con dốc cao lắm người nè. Rất nguy hiểm luôn, khá là cao luôn quý vị. Đây mà nhìn sâu xuống bên kia là khu vực An Sơn đó quý vị ha, còn khu vực này là Ngô Thị Sĩ, sau lưng Dinh Ba đó quý vị. Những cây thông mà nó nằm lẻ loi ven khu dân cư như thế này mình thấy nó mong manh quá quý vị. Ở Đà Lạt hoặc ở tỉnh Lâm Đồng người ta
dùng những cái thủ đoạn này kia để mà triệt hạ thống bằng cách là kén gốc khoan, rồi bắt đầu là bơm thuốc và làm cho cây thông mà chết dần. Đó giống như ở dưới Bảo Lâm quý vị. Bây giờ tỉnh Lâm Đồng là tạm đình chỉ công tác hai chủ tịch của xã phường ở dưới huyện Bảo Lâm ha. Đó, những khu vực như thế này quý vị có thể thấy là những cây thông nó chết này, và nó lại vàng lá héo úa trước kìa. Những cây thông như thế này mà nó khi mà đó nó đã bám rễ xuống dưới rồi quý vị, thì nói thiệt với quý vị nó khó chết lắm. Đất đai trù phú không có lý do gì mà nó có thể vàng lá hoặc là nó này kia hết quý vị. Vàng lá mà nó chết đứng như vậy hết á, quá khổ tâm. Nếu ai đó mà có lòng tham mà có những hành động không tốt với những cây thông như thế này đâu quý vị, họ triệt hạ thông á, thì thấy phải nói quá buồn luôn. Người ta làm dần dần như vậy thì làm gì còn thông nữa quý vị ha. Nhà cửa ở đây nó tạm bợ thôi, người ta có thể dựng lên những cái căn nhà, những cái mái tôn, vì đất này là nó cũng khá là phức tạp đó quý vị, đất nông nghiệp ấy. Xây nhỏ nhỏ tiền chế như thế này ngày xưa thôi để mà ở thôi quý vị, còn bây giờ thì khó xây, đất trống là khó xây lắm. Rồi hôm nay mình cũng làm một cái video để cập nhật tình hình của thành phố Đà Lạt, dẫn quý vị đi lang thang lòng vòng ở thành phố Đà Lạt để vừa tham quan vừa tâm sự chia sẻ với quý vị ha. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành quan tâm theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.